Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với live show Lõa Sần, phiên bản gà mổ thóc. Nói vậy trước chúng ta chưa sửa cái này nha. Bây giờ tôi sẽ sửa lại. Như để vậy nó cứ bị chèn chèn thì bực mình. À, bây giờ này, clip. Chúng ta cho nó thành cái rồi là 8. Clip chấm column 0. Grip chấm column span 2 cho nó 2 3 đi. Nhưng bất tâm thu thập file không có cái grip nữa ở grip 50 thì nó vào 8 là 8 012 span 2 đó. Rồi comment lại này nó có bị lỗi không? Rồi. Này đi. Này. À, quên mất. Vision này chúng ta comment nó là gì? Hai ngày đi. Từ nha. Bây giờ ok đó. File này để đưa vào đây width 50 bỏ đi rồi nó là textbox textbox generate textbox nó sẽ cho nó thêm một cột một dòng này 35 này thêm cái dòng mới này. Mưa đi mưa này rộng rộng ra thêm 40 nữa à, thêm 35 nữa là 3.10 8 này là 7 0 1 này 7 nha to file ok to file giờ đây có là một cái bút bây giờ mới là bút tân grid row là 8 này chính xác grid chấm column 0 grid chấm column 32 file và tích nguyên số style content generate thường này hai column ba không một hai ba rồi generate hai thằng này cho nó bước ra chứ y trăm rồi bước ra này cũng y là trăm 100 generate này modify modify generate và modify comment này là gì comment khi nào là comment không lấy hai bức tranh này đi bức tranh này nó đâu rồi nằm trên clip này nóng này tâm comment này generate generate by generate foundation mua by foundation generate foundation sentiment rồi này này là mua by mua đi by foundation của mình rồi vào đây lên đây một hai lên ở đây mua phải ok vậy ok ha rồi ok rồi lên đây event
Em gái là Gen Ray nha, từ tính tới điều kiện để Gen Ray nha, hết đi đường này như này. Trong một cái event bạn muốn new ra bao nhiêu cái cũng được nha, bạn sợ cái code mình nó chặt. Một cái event bạn muốn lưu ra cái generate có phải là điều kiện nó là khi mà muốn generate thì cái điều kiện mà thằng này cũng cao phải bằng bằng không mình mới cho, đúng không? Đúng chưa? Generate là điều kiện này chấm cao bằng không, vậy modify điều kiện này chấm cao bằng khác không, đúng không? Khoan khoan, từ từ, tức là mình phải tạo ra một cái biến generate trong cái group này, đúng chưa? Một cái biến generate là bool, bool là generate nhiều không nha, bool bool một cái biến bool bị khởi động lên thì nó bool là generate, e generate tức là đã được generate chưa. Đã được generate chưa? Một cái bé chưa? Và tạo thêm một cái biến bool nữa là đã được tạo ra ngoài trên thì biết chưa? Để mai mốt. Đã is create. Để mai mốt mình lấy một cái biến cờ để mình là cái biến cờ của mình á. Nha, mình khởi động lên nha. Generate nó bằng thì tương tự bằng e create là tôi chưa đã hai này bằng không giờ. Vậy comment mà thằng này đúng không, vậy là có phải sử dụng này e generate đó, e generate tức là điều kiện để thằng này nó generate là nó phải khác, tức là nó đang là bằng phone đúng không, nó chưa được tạo đúng không, thì nó phải là khác thằng này đúng không, tức là chưa được, chưa bằng phone thì mình mới khác này, thằng này ngược lại, thằng này ngược lại nha, ok này ngược lại nó bằng này. Bây giờ đây, bây giờ chúng ta khởi động lên tắt này đi à. Rồi khởi động lên tắt này đi à, à các bạn nhìn đây nha. Rồi generate nè, bây giờ mình bấm generate nè, khi mà generate một phát một thì cái thằng group này nó phải là bằng true đúng chưa, đó generate thì chắc chắn thằng này nó phải bằng true, chấm is generate bằng true. Còn modify chưa cần biết nha, modify thì nó bằng false đó. Mình đang xử lý sự kiện trước đi, sự kiện để cho mấy cái click này nó click đi nha. Rồi ok đúng chưa, rồi này trên đây nè, đó trên đây nè, đó trên đây nè, ok ok chưa, đó vậy giờ chúng ta đã làm được cái này, điều này nhá. Rồi cái này mình chỉnh chỉnh một xíu xíu cho nó đẹp đẹp xíu, thằng này á number thôi được rồi, hỏi validation 50 thôi. Why behind mình bỏ cái hai đi, len và why mình để được, mình bỏ cái hai đi, bỏ cái hai đi nha, bỏ cái hai đi. Bây giờ cái validation này á, nếu mà nó là ba đơn vị thì sao, nếu mà nó là cái hình tam giác thì sao, thì trong Revit nha, tam giác cái móng tam giác nha, à, nhìn nha, thì tôi vẽ cái móng tam giác đại khái nha, à, tôi vẽ đại khái nha, thì tâm cọc ở đây, tâm cọc ở đây nha, cái tâm cọc đầu tiên nha, tâm cọc thứ hai nha, ở cái tâm cột đây nha. Vậy thì làm sao cho cái tam giác này á, đó cột là cọc đây à, làm sao cho cái tâm của cái cột nó phải là trọng tâm của cái tam giác đúng không, trong cột trong tam giác. Vậy thì mình có thêm một cái đoạn nữa là
đây là L1, đây là L2. À, còn cái này á thì mình có là DS B, D, DBS rồi, đúng không? Từng viết sai mà. Thế là đó, DBS nè. À, DBS thì cái đoạn này cũng là bằng DBS nè. Đó, ok chưa? Hai đoạn này bằng DBS. Cái này bằng DBS. Bây giờ mình có thêm một cái nữa là L1, L2. Vâng, riêng với trường hợp ba cạnh nó là tại vì user nó chỉnh giao cho cái này nó chặn đấy, hiểu không? Thường thường thì L1 nó bằng 2 L2, đúng không? Nếu mà nó là ba thì nó phải chỉnh như vậy, được chưa? Ok chưa? Và thường á thì 2 phần 3 thì cái đoạn này á nó bằng khoảng cách giữa hai cọc nè, cái đoạn này là chia cho ba. Cái là đoạn này là bằng 1/3 của cái khoảng cách này nhỉ, khoảng cách này chia ba, mà cái khoảng cách này á là móng tam giác á thì nó là bằng căn 3 chia 2 của cái đoạn này, mà đoạn này chính là DBB ha. Đoạn này tức là DBB nè. Vậy cái đoạn này nè, vậy L1 L2 nè, nhưng mà ở ngoài công trường thì cái khoảng cách này nó tính cho nó chẵn nên thôi mình vẫn cho nó khoảng cách này ha. Được chưa? Mình cho khoảng cách này, vậy mình có thêm hai giá trị nữa là một là hai, đúng chưa? Phải lấy thành nha, là một là hai đó, phải lấy thành này. Mình có cái là một đó, là hai, mặc kệ nó, cứ để vậy đi, tí mình chưa tính mà mình không khai báo nó bằng không thôi, mình chưa gán thì nó bằng không thôi, tự hiểu. Rồi, L1, L2, chưa? L1, L2. Bây giờ nó làm không, đúng không? Bây giờ cái hai này á, mình cho nó là L1. Nhưng mà chỉ có khi nào mà cái thằng số 3 này thôi á. Các bạn hiểu không? Cái này không phải là 60 nữa. Bây giờ mình cho mấy cái này là 50 hết đi. Một cái giá trị hết. Nó rộng ra là nhìn nó gớm. Rồi, là một hoặc hai nhỏ thôi, nhưng mà hai cái này 60 đó, đó 250 nha, nhưng mà ba cái này 60 nè đó, thêm cái này nữa đi để cho nó tràn nhìn nó rồi bỏ đi giờ đó như thế này ha. Và mình thêm một cái biến, đây giờ nó là biến nè, ít chấm nem à. Grid view column để cuối, vậy là grid view column là một à. Đó. Là một grid view column đó. Điều kiện gì để cho nó hiện ra là hai grid view column, điều kiện gì để hiện ra, có phải rằng cái thai này đứng bằng ba đúng không, đúng chưa? Bây giờ mình show là một là hai grid view column, show là một là hai, là một là hai grid view column. Nếu như mà thằng này nó bằng không, bằng bằng không, chỉ duy nhất thằng này bằng không thôi thì cho nó hiện, còn nhiều nó hại hình hết, được chưa? Được chưa? Sau là một là hai, khởi động lên, sau là một là hai, điền vào biến như xe, đúng chưa? Tiếp theo khi mà thay đổi group cũng vậy, tiếp theo khi mà thay đổi hình mây cũng vậy, đúng không? Apply rồi delete rồi generate thì kệ nó, không có quan tâm. Chọn hết rồi. Mình biết nha. Bao nhiêu tao cũng chơi mày hết đó. Đó, 8 loại. Bây giờ vàng không? Đồng, đồng 4 à. Ồ. Nó không được. Mình không thể visible nó vậy được, mình không thể visible nó được, hai tầm column list view view đúng không, về list view mình phải hai tầm column, hai tầm column. À khoan, trời cái tên này nè,
quen, trời ơi, nó là cái này mà, đúng chưa? Trời trời ơi nè, Bisbee thằng này, biến của nó là cái gì? Header, sao đây? Header đâm đây. Layout 50. Hình như nó không có cái biến. Không có cái biến. Visibility. Visibility. Cái này. À, biết đâu. Mấy cái loại deep view này, data deep view này á, nó có một cái là item, item nem nha. Cái này á, read view column, mà read view mình gọi là list view gì đấy, list view collection, collection list list view, collection list view. Ở đây nó bị lỗi, có một cái là chúng ta không được là như vậy, là collection list view, collection list view item, item chấm column, không có column đâu, item chấm column. Bên data read nó lại có, bởi vì bên này mình có, tức là bên data read nó có, bạn hiểu không? Rồi bên data drip đó, nó có quan từ từ để coi nha, đây này, data drip chấm item số, data drip drip list view chấm column, chứ không có thêm ai làm những column, list view chấm column. Không có read view chấm column, read view chấm column, collection read view, collection read view, đây là collection, collection read view chấm column, có column, column mấy? Column là 0, 1, 2, 3 và 4, 5. 4, 5. Column. Column 4. Chấm PCB đi. Không có luôn. Không cho luôn. PCB đi luôn. Không cho luôn. Column 4 chấm. Chấm. Không hiện thị. Dispatcher. Container with local issue, không cho luôn, không cho hiện ra luôn, with view nó không cho hiện ra, không cho hiện ra thì lên đây I with view, I with view column. Invisible, invisible is visible ha, with column invisible column 4 chấm y y siêu, mình chuyển lại đi, không có gì nha các bạn, không có gì phải sợ nha. Đó. Đó, with column. Đó, này L1, L1, L2, chấm invisible, này invisible, chắc
có lẽ mình phải binding rồi, phải sử dụng binding. Invisible không được luôn. Grid view column. Grid view. Y không có visible luôn. Hôm nay grid view column header invisible không có. Sau này nó có. Y kia. Bên data grid hai grid view column. Allow column reorder is name label. Label with column key header status. G code bottom with column at bottom try file result.add. Không có luôn. Visible of grid view column. Stuck panel. Visible of grid view column. With visibility. Nó chỉ có collapse, nó chỉ có collapse, đúng không? Collapse thôi, mình cứ mặc kệ, cứ để luôn L1 L2 để đó. Nó nghe mình sử dụng data read nhưng mà mình sợ thằng user nó sửa phiền phức, mình không muốn thằng user nó sửa. Bạn hiểu không? Tức là mình hoàn toàn không muốn cho thằng user nó sửa gì hết. Nên là nó sửa rất phiền. Chạy lại nha, run lại. Muốn kể cho nó có là 1, 2. Ok, rồi, để. Rồi, cái bài này thì chúng ta tiếp là bây giờ chúng ta đi vẽ cái hình tròn này. Giờ, đó, bây giờ chúng ta quay với bức hình mây này, bây giờ chúng ta tạo sẵn hình mây Faration 0. Hình mây Faration 0 tức là tam giác luôn. Bây giờ Faration 0 là tam giác. Đó, tam giác bây giờ cái thằng này. Ở đây canvas này có y là 140, y là 160, rồi y hay là 160 và giữa của nó là nhiêu, giữa của nó là nhiêu các bạn, dùng cái l đi, line. Ok, vẽ bao đi trước nào, lệnh line này, stroke là black, stroke canvas chấm là 1. Dùng lệnh line. Giờ chúng ta phải vẽ một cái rectangle trước đã. Ta phải có một cái rectangle black, vẽ một cái tên chọc chọc width là nhiêu, rectangle mình cho mình cho là 20-30 đi, 30 hay là 30, trọng tâm của nó là nhiêu, canvas chấm setup r phải, bây giờ tâm của nó đúng không, tâm của nó là bên này á là 140, vậy là 70 và 80 đúng không, tâm 70 80 mà trừ đi 10, top trừ 15 đúng không, bên đây nha, left là 70 hay top là 80, vậy 80 trừ 15 65 giờ rồi canvas chấm set left r phải 70 mà trừ 10
còn sống rồi. Rồi bây giờ khởi động lên nào. Nha, khởi động lên. Bây giờ raw. Chúng ta mới bắt đầu write. Rồi mày. Thì mày. Rồi thì mày. Thì mày gì? Rồi. Cái đó là thì mày gì vậy? Thì mày. Thì mày foundation. Đó. Rồi. Vẫn tương tự. Chuyển vào một cái biến này. Đó. Chuyển vào biến này. Void. Đó. Rồi mày. Chấm raw. Raw. Cái này là gì? Raw in my foundation không? Đó. Raw in my foundation không? Bây giờ chuyển vào biến gì? Canvas là b chấm. Foundation chấm mắt không? Ok. Rồi. Rồi my foundation UC khởi động lên. Chúng ta khởi động lên lúc nào cũng raw này trước đi. UC chưa lót khởi động lên rồi khởi động lên. Bây giờ nó có giá trị rồi ha, nó không có xóa đi nữa nha. Ok này đó, nó có một cái L rồi đó. Ok ha. Tiếp đến là bây giờ hình vẽ nha. Mỗi khoảng cách nó là 10 đi, thì bây giờ x là bằng 10, kia là 140 thì nó còn là 130. Trên đây là 10 tiếp là L2 xuống là 20, L2 này là 10 này trên đây 10 xuống 20 là 30. Tiếp L2 chúng ta là người áp boundary nha. Rồi, ok. Tiếp L3 vẽ một cái đi đường vòng. L3 là 10, bây giờ cách 10 40 bên mở bên đầu tiên này này ở đây này xuống đây. Đây này nha, 10, 130, 10, 30, 10, 30, mà giữa này là 70, 70, mà mình cái đoạn này là 20, cái đoạn này là 30 đi, đúng chưa? Đây là 30 đi, 10, 10, 30 là 40, đúng chưa? 40, cái đoạn này là 40, 40 mỗi cái 20, cái này 50, 50 mà cắt đi 10, cái hay á. Cái hay là 160 cách đi 10 là 150. Đúng không? Đó, 150. 150. Y1 nó bằng 40. X1 là bằng 10. 10 mà đằng kia 70 chứ 20 là 50. Ok. Cho nó là 3. L3. Đó, ok. Nhưng mà nhìn nó kỳ kỳ sao? Kỳ sao? Cách kỳ kỳ nó ấy quá. Rồi, vậy đi. 50 bây giờ. Mình bớt này là 10 đi. Bớt này là 15 đi. 15 đi. 10, 10, 15. 30 là 45. Đúng chưa? Này từ 45. 145. Ok. Tiếp L4. L4. Thật ra mình dùng cái collection point là mình vẽ một phát mà cũng được. Nhưng mà L4 thì hiện nay nó lúc nào nó 145. Hiện nay từ 50 và 70, 40 hoàn toàn. Cái đoạn đó bây giờ 15, này cũng phải 50 nữa rồi. Mà là 55
55 mà mình qua tới 70 cộng 15 là 85. Đó, đủ 30 thôi. Rồi tiếp. Không có mất công gì đâu. Các bạn yên tâm, không mất công gì đâu. Khi mà các bạn làm xong á, nhìn nó đẹp. Đó, ok nha. Rồi kệ nó. Nhìn nó đẹp. 5. Rồi L5. L5 là gì? L5 bây giờ ít nó là 85 mà kia chưa 10 là 30. Đó, 45 dòng quay trở lại 45. Đó, vậy L6. L6. Đó, L6 lên vô. L6. L6 bên này sẽ là 130, 2 130, 45 lên 15. Đó, là vẽ được cái bao lô ly rồi nha. Đó, vẽ được bao lô ly nha. Bao ly nha. Đó, bây giờ cọc đây, cọc đây, cọc đây. Đó, cọc đây thì mình có draw W cylindrical, cylindrical section, đúng chưa? Trình báo biến gì? Canvas lép là nhiêu? Lép bây giờ cái cọc này, bây giờ nó cách này là 15, cách này 10 đúng không? Bây giờ cái team này, cái cọc mình do dự trù lần đỉnh là 20, bây giờ cách team này là 20, 10, 30. 10, 10 là 20, cách team là 20, 20 cũng 10 là 30. Đó, left là 30. Phải. Top. À, cách này 15. Bây giờ cách thêm 20 nữa là 15, 20 là 35. Phải. Scale bằng 1. D là 20. Đó. À, 3 cọc mà. Đó. Nhìn được được. Không có đến nỗi hả, nhìn được được không đến nỗi đó. Nhưng mà thằng này raw cylindrical data ra đây đó, nó tại vì cái cọc nó phải ấy ấy một chút xíu. Thằng này cũng độ cao nhưng mà bên kia nó trừ đi 130 mà nó trừ đi 20 đúng không, 110. Ok ok đâu vậy? Đó, ok. Giờ thằng này nữa nha. Thằng cái cọc này nữa. Cái cọc ở dưới. Và bây giờ tâm của nó là bằng 70. Rõ như ban ngày. Thằng kia là 145. Mình cộng cho 20 là trừ đi 20 là 125. Ok, vậy đẹp nha. Cái R này mình muốn fill nó. Không có stock không mát nữa, mình muốn fill đầy nữa. Nó một lát bỏ dòng này đi ha, vẽ này ha. Rồi bây giờ draw được thằng không, bây giờ phải draw được thằng một. Thằng một là tứ giác đúng chưa? Đó, một là tứ giác, tứ giác thì chỉ cần hai thằng vòng tròn này thôi. Đó, R1. Tứ giác thì mình sẽ dùng struct data array. Mình dùng này R1. R1. Ok, R1. Dùng width nó nhiêu? Wide nó nhiêu? Wide nó nhiêu? 130 mà cách mỗi cái 10 đi. Mỗi cái 10 thì là wide nó là bằng cái kia, cái này mình nha. Wide, wide là bằng 140 cách 10 120 đúng không? 120. Vậy hay nó 160 cách 10 là 140. Ok. Rồi giờ tâm của nó ở đâu? À, mỗi cách 10 thì nó 10. 10. À, giờ. Cái giờ cái này là 4 cái. Ừ. Này hình vuông đúng không? Hình chữ nhật đúng không? Rồi, như thế này. Cọc đây, cọc đây. Giờ cách mỗi cái này 20.
mà bên này 10 rồi, 20 là 30 đúng, trên đây là 10 à, 20 là 30 đúng, đúng chưa? Bằng kia cùng cùng độ cao, cùng độ cao là 30 đó, 30 bằng kia là 130 mà trừ đi 20 còn 110. Ok, tương tự như vậy, thằng này là vẫn là 30 rồi, thằng kia 160 trừ 10, trừ 160 trừ 10 150, 50 trừ 20 30 đó, tương tự như vậy, thằng này 130 đó. Ê, khoan khoan, từ trước em đó, bên này nha, phải sinh một đâu rồi, nó đâu đây D này, một ok chưa nó tỉ mỉ xíu nha các bạn, coi người thành quả cuối cùng đạt được nha đó, bốn. Ê, thằng này bị hố hàng rồi. Vào đây, vào đây. 130, 130 không phải, 110. Đó. Ok. Đó, đó. Đó, ok ha. Rồi, giờ 5 nè. À, 5 là 3 nè. Này hơi bị khó nha. Giờ 2 đi. 2 ha. Giờ có cột rồi. Giờ 5 nha, thì ngũ giác đều nội tiết hình tròn, và ngũ giác đều nội tiết hình tròn, ngũ giác đều nội tiết hình tròn này lục nha, polygon 5 nha, đó 5 là như thế này nha, bạn nhìn nha, 5 nha. Vậy thì cái tâm của này ở đây, đúng chưa? Bây giờ R của nó, R mình phải đều nhau, R mình cho nhỏ nhỏ đi, tâm của nó là 70 80, vậy thì R của nó khoảng là 50 à. Ngũ giác hay lục giác đúng là 50 nha, đúng chưa? Đó. Bây giờ mình truyền vào một cái biến in 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 cạnh đúng không, in size chưa, có 5 cạnh hay 6 cạnh đó. Thì đầu tiên bắt buộc mình phải vẽ một cái thằng trung tâm của nó là 70 và 80, trung tâm từ cái cạnh 70 và 80, nhưng mà có lẽ mình bỏ này đi thì nó hợp lý hơn, bỏ hai này đi, bỏ cột đi ha, bỏ cột đi, cứ để trung tâm ở cột nha, thì ngũ giác đều cái tâm đây, cái này đây, đúng chưa? Thì cái một góc của nó từ điểm này đến điểm này đúng không, một góc của nó là bằng 2π trên 5, một góc là bằng 2π trên 5, vậy là 2π trên sai đúng không, 2π trên sai rồi double angle, angle bằng mặt chấm 2π chấm pi trên sai trên 5 mà 2π trên 5 mà 2 nhân pi trên 5 giờ một góc, vậy chúng em vẽ từ tâm, chúng em vẽ từ tâm cái này để đây thì có phải là bằng for y bằng không, y vẽ bằng sai y bằng cộng 5 là không không, bây giờ mình phải lấy đúng không, cái đoạn này tức là 70 80 nè, mình cộng cho cái đoạn này đúng chưa, cái đoạn này đúng không, rồi cộng cho đoạn này, điểm này nè, điểm này đúng không, từ vẽ từ đoạn này đến đoạn này tức là không biết cần biết là 6 hay là 5 đó. Vậy thì cái điểm đó là sẽ bằng R cộng cho pi nhân 2. Left đó là cái gì? Để line là không bằng new line. Rồi. Ít đi để tính tiếp, nhưng mà
Được không? Đó là 5 like. Được. Vậy thì một vòng x1 á, x1 tới x2. Ừ. Like là x1 tới x2. X3 tới x4. X1 tới x2, x3 tới x4. Khoan nha, mình làm như vậy không có đúng. Ừ. Khoan nha, mình sai, mình phải có list, list double, cái list generic double, một cái list double là x, x double, x1 double. Khoan nha, cái này mình phải có lập trình ra nha. Từ đầu để suy nghĩ nha. Nó 5 nha. Vậy thì nó chạy từ 0, 1, 2, 3, 4 hết. Nhưng mà nó phải số 5. Đúng không? Để chạy từ 1. Đoạn này. Đó. Phải là 1, 0. À, 0, 1. 1, 2, 1, 3. Ê, 0, 1. 1, 2, 2, 3. 3, 4. Và 4, 0. Đúng không? 4 0 thì cái điểm đầu chúng ta cộng cho bi trên 2, điểm đầu nó là cái gì? Điểm đầu có phải là bằng cái tâm này nó sẽ bằng cái tâm này à, x nó bằng cái tâm này nhân cho cốt của bi trên 2. X của cái tâm này cộng cho cốt của bi trên 2 ha. Hiểu ý là không? Này nha, cái sai nha. Vậy thì nó chạy từ 1 tới sai. Đúng chưa? Rồi chạy từ 1 tới sai. Đó, chạy từ 1 tới sai. X bằng sai. Y bằng bằng sai. Trừ 1. Chấm 2 trừ 1 ha. Đó. 2 trừ 1. À, có 5 điểm. Vậy là chạy từ 1 đúng không? 1, 2, 3, 4. 5 điểm chạy từ 1, 2, 3, 4. Vậy x1 double đi. Double x1 bằng 0 2. X1. X1 nó sẽ bằng cái tâm của mình đó là ấy là 70 đúng không? Mình double cái left đi. 70 rồi triple left 70 vậy vô vô ở qua nhà chỗ này nhà chúng ta cũng có thể sai mà bây giờ chúng ta là 5 đi, 5 cạnh trên 5, 5 cạnh 6 khác nhau, left top bằng 80. Laptop bây giờ nếu như nó chạy không được, không được, nếu như bằng không, bằng không. Nếu mà y bằng không thì là cái gì đó, là một là hai à. Nếu y bằng không rồi mình lấy y bằng một thì x một cái bằng r của mình lúc nãy mình nói là cho là bằng 50 đúng không, 50 à, x một bằng 50 cộng mắt chấm bi trên 2 rồi cái điểm đâu rồi. Cái điểm này á là nó vuông góc là mắc bi trên 2 á, mắc chấm bi trên 2 nhân 0.5 à, cốt của bên cốt
mark.code cosin cosin của mark.bn2 .bn2 nên 0.5 mà cộng cho angle. Đúng không? Cộng cho angle. Khoan. Cộng cho y nhân angle. Y trừ 1 nhân angle. Cộng cho y trừ 1. Y trừ 1 nhân angle. Ok. Phút. Nhân cho L. L là 50 đúng không? L là 50 đúng không? 50. Đây là lép đúng không? Lép x1. Bây giờ x2. x2 bằng gì? x2 nó phải bằng năm mươi trừ một nó ra bằng không, góc này bằng không đúng không? Vậy là b trên 2. x2 là bằng vẫn là lép nhìn sao ta cái vòng tròn đây nha, điểm không đây, đây điểm không đây, không không đầu tiên x1 nó bằng không đúng không, không b2 x2 đúng rồi vẫn bằng cốt à. x2 bằng cốt, x1 x2 bằng vẫn bằng cốt nha à. Rồi y với bằng sin nha, x2 bằng cốt của y à. Sin y1 bằng lép giờ top hai thằng top đều 50 top cộng cái này y hai bằng này giờ này không bằng phải nha top mắt xin rồi không biết gì cứ để y bằng không năm addition hai giờ addition hai kệ nha. Nó ra này. Này nha, x1 nè. Y1 à phần đây đó nhưng mà mẹ nó lại ngược à tại sao mình biết nó ngược sao mình biết nó ngược rồi các bạn, chúng ta phải trừ nó ngược đời trừ ha trừ là nó ra thôi đó giờ nó ra nha, rồi bây giờ cái bằng không này nó không có ấy nha chưa rồi này móc này đây có phải là y1 y bằng không không, vậy góc này á bằng không à, quay vậy thì cuối cùng đúng không, cuối cùng thì cái đầu tiên á phải là 5 trừ 1 bằng 4 đúng không, 4 bằng 4 à.
4 và cái số 0. À, số 4 và 0. 0 đúng không? Rồi cái này là 4. Bởi vì 5 trừ 1 là 4 mà. Này 0. 0 thì nó ra là y rồi đó. Ok. Ok. Bây giờ thằng 50 này nhỏ quá. Quất lên 60 đi. Đó. Bây giờ mình có cái radius này đi. Double radius. 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 Bằng 60 đi. Rồi, mình muốn chỉ cần thay cái này thôi. Các bạn nào làm cái này đó thì có kiến thức hình học chứ nhỉ, nếu không có kiến thức hình học thì nhiều khi cũng không có ra được. Vít được chưa, 60 nó vẫn nhỏ, 70 á thì nó chạm này, quất 70 luôn, quất 70. Này lấy radius. Radius đó mình vẽ được rồi, nhưng mà quan trọng là vẽ được cái y bằng không đó. Giờ cái cọc thì mình có được left của cái thằng y, y bằng không đó, top left và 20 radius bằng không nè. Bây giờ của nó là bằng thằng này, cuộn y này nè, cuộn x2 này nha, left trừ cái này đấy giờ đó, thằng x2 này nha, left trừ này nha. Nhưng mà radius bây giờ mình sẽ không phải là radius nữa, mà sẽ là radius trừ 20 đó, trừ 20 giờ rồi y sẽ bằng top của cái thằng cộng y này đó, bằng phía sau này. Nhưng mà radius này giờ trừ 20 nha. Thì cái thằng không này á tương tự trên đây, thằng không á, thằng không là vẫn bằng không rồi. Khoan nha, mình đưa thẳng ra ngoài luôn đi. Nếu và rồi đây nha, xíu nha, ok, quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá nha. Cái number spy này á mình tính lại cái number spy nha, tại vì có cái cọc ở trung tâm á, đúng không, có cái cọc ở trung tâm á. Number spy là root partition nha. Number number by là thô thô đúng không, game on time rule à, này có cọc trung tâm là 3 nè, nhưng mà có cọc trung tâm á là 6, này là 7 7 nha. Rồi ok nha. Rồi chạy lại nè. Chưa? Chưa? Có trung tâm là 7 nha. Đó, 6 hả? Rồi. Bây giờ tiếp tục tới cái thằng này, thằng hơi mình xoáng này đi nha. Để luôn. Rồi. Cho nó số 3 đi. Rồi, nó về y hệt như vậy. Nhưng mà có điều mình không phải là bi trên 2 nữa. Đúng không? Này số 6. 6, vậy đây là số 5. 5 nha. 5, 0. Và 5, 0. 0. Có lỗi gì không? Không. Nha, không phải bi trên 2 nữa nha, cho nó còn 0 nha.
cho bằng không nha các bạn. Mai mốt mình vẽ qua bên cái canvas chính cũng vậy luôn nha. Cứ nhớ công thức này. Chỉ sao các bạn không làm thôi, chứ còn mình làm thì được thôi. Có nghĩa là à, sáu chưa chưa ẹt à. Sáu chưa ẹt. D ba ba chưa. Chép này kì. Chép này. Cung cộng angle. Này đường này hình như nó có một vấn đề rồi. À. Cái này chỉ số 6 mà cứ đi số 5. Vậy mình có một cái sai thì mình hay không? Wow. Wow. Rồi bây giờ ai sửa thêm một chút xíu nữa. Cái đằng tô tô này nè, mình cho phông size của nó lớn lên xíu à, phông size mình nó thôi không sao vậy. Đừng đụng tới. Rồi bây giờ tới đây nha, các bạn phải xác định là bây giờ thằng generate này. Comment là generate file and comment đúng không? Ok, rồi vào đây. Generate đây đâu? Rồi, generate mỗi file. À, đúng rồi, điều kiện này. Đó. Rồi, ok nha. Bây giờ chúng ta biết thực hiện cái thuật toán là generate này. Generate là cái gì? Đó, generate. Generate ba đúng không? Giờ bấm bục cái generate thì nó ra này. Đó, nó một nè. Generate là cái gì? Vô đây. Vô đây. Rồi bây giờ generate thì trong cái thằng foundation này mình cũng có một cái biến là generate. Đúng không? Đó. Trong một cái foundation này mình có biến là generate đúng không? Rồi trước tiên mình phải cho thằng cái đầu ngoài cùng à, cái nút create foundation à, cho nó bự ra xíu đi, nhìn ghê quá. Đó, thằng này nhỏ xíu lại đi, 1.5 là bự quá, 1.4 thôi, 1.4 thôi, 1.3 thôi. Rồi 0.5 này 0.4 rồi 0.5 đây rồi tụi tụi nghe xíu giờ đây là nhiều cái thằng create foundation à mình cho y của nó là nhiều bất tâm create foundation y cho bự xíu đi 150 đi đó ok create foundation nha. Create foundation create by detail, create by detail mình có ba cái create đấy mình có ba cái create đấy. Thôi cứ để đấy. Để đấy bây giờ điều kiện để thằng này create này foundation nha ở dưới view model mình không có nha by view model đúng không. Bây giờ mình ok nè, mình có thêm một cái này nữa à. Này create foundation command ok đây ok mình có create foundation command ok ha tạo ra một cái biến create foundation command rồi đây create foundation command
Rồi. Vậy điều kiện đó là gì? Vô đây. Vô cái điều kiện này. Cái này đi á. Bắt cắt bớt này ha. Đầu tiên nha. Muốn là create thì tất cả các group nó đều phải được generate trước rồi mình mới bấm nha. Vậy đưa vô group này. Tất cả các group đều phải generate hết mình mới bấm. Vậy đưa vô này. Đúng không? Giờ method condition đi. Condition in region. Ở đầu tiên là public bool condition create foundation đó, điều kiện đúng chưa, đúng chưa? Vậy for bất cứ thằng nào return default cứ return về thu, return về thu với đó. Rồi, điều kiện có đúng như trước đã. Bất cứ thằng nào tao đi thêm bộ đồ chấm cao. Bất cứ mà thằng nào mà chưa được generate. Bất cứ thằng nào chưa được generate thì mình không cho bấm. Nha. Bất cứ thằng nào chưa được generate vì mình không cho nó bấm. Nha. Này đi. Chấm y generate được chưa, y generate return return về này. Bất cứ thằng nào nếu như mà thằng này bằng phone thì return được phone, còn nếu đúng chưa, không phải là bây giờ nó cứ lặp 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 qua cứ thằng nào đúng chưa. Rồi giờ chúng ta chạy nào, bây giờ chúng ta chạy nha. Tôi không biết, tôi sẽ cho các bạn thấy là nhỏ nhỏ thôi để kiểm chứng. À 1 2 3 đi ha, ba cái ha, ba cái group ha, cho nó dễ dàng ha. Giờ khoan nha, cái này mình chưa có binding tới này ha. Vì mua đồ nha, đây create này nha, phải là binding tới cái thằng foundation file model chấm condition đó, create hả, đúng chưa, condition như sửa đây nha, control rr hai cái sửa create nha. Rồi create nha, đúng chưa, apply nó cái à, bên trong nó sửa luôn nha, không quan tâm nha. Đó giờ nha, ba cái nha. Bây giờ tôi cho các bạn thấy là khi mà tôi bấm create một cái được chưa, nó bấm à, một thằng là hai thằng là quen, như vậy là mình đúng. Thì lại nếu như mà này y chấm y generate bằng một phun thì ghi chân phone vậy cho nó ấy, à một thằng nha, một thằng không được nha, hai thằng không được nha, không ba nè đó, ok chưa. Rồi chúng ta sẽ rõ được condition còn đó. Rồi bây giờ tắt này đi. Bây giờ là cái khúc mà tôi nghĩ là khó nhất. Cái bài này khó nhất từ trước đến nay. Có điều cái này khó, cái này khó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái chúng ta một cái method. Vậy create chúng ta làm gì? Rồi, create à. Bây giờ đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái nó có bao nhiêu cọc. À khoan khoan từ từ. Vấn đề nữa mình để bài sau đi. Vấn đề nữa là mình phải có một cái
cọc ở đây. Cái cọc ở đây để mình có một cái location ở đây. Cái cọc ở cái vị trí nha, cái cọc ở đây. Cho nó đỡ củ chuối. Giờ rút bóp phần này cho nó ở vị trí số 3. Đúng chưa? Số 2. Trên đây xóa bớt này đi. Để làm ngoắc. Đúng chưa? Tên nó là gì? Buy property. Buy property. Thì buy nó lấy là gì? Stylistic Foundation buy chấm tới này. Mai mua được. Thì buy mua được bằng không. Bắt đầu bằng không. À khúc này bạn, các bạn biết thật sự là rối đây nè. Khúc này với các bạn mới thật sự là rối. Mình nói hết luôn. Khúc này với các bạn mới lại thật sự là rối. Thì tới này đúng không? Thì ai thèm chuột. Bây giờ mình quay qua cái thằng buy model. Distinct to foundation. Đấy. Được không? Cái này. Vậy chúng ta có những cái biến nào foundation được buy number đúng không? Buy number thêm một cái biến nữa đi, number buy, number buy biến in in ở đó và biến number buy, number buy số ba, cái này là buy number. Đó, buy number. Bit in. Rồi, buy number. Thêm cái chữ này nữa. In. Buy number. Đó. Rồi, buy number. Buy number. Bằng buy number. Thì chúng ta đầu lấy đầu tiên là buy number. Rồi, selected này nha. Selected buy. Đâu rồi, đâu rồi? View my chart, view my chart. Đây nha. Đó. Bây giờ chúng ta phải lấy một cái biến selected buy. Đâu rồi, selected buy đúng không? Bây giờ chúng ta phải có một cái biến selected buy. Y hệt như đường kia, không khác gì, chỉ lấy tịch bài mua đồ. Vậy nó chứ bài đinh tới chỉ lấy tịch bài mua đồ. Rồi, ok. Dạ, yeah. Chỉ lấy tịch bài mua đồ. Dạ. Khi mà chúng ta generate xong generate một phát một nha, chúng ta generate một phát một mình cho nó trò thẳng tới đó luôn. Rồi bây giờ với cái này với đầu về rồi, các bạn chú ý nha. Rồi bây giờ nha, thì cái foundation đó nó phải cái phụ thuộc vào cái số lượng bài đúng không? Bây giờ cũng là một cái public key void get by get all by, đúng chưa? Mình truyền vào một cái biến y, mình truyền vào một cái biến in number by, chưa? In number by vào đó, truyền một cái biến số bài bài chưa? Rồi bây giờ if, tại vì như bây giờ muốn generation á thì phải if cái thằng này là chấm cao khác bằng không đúng không? Khác không thì thằng này nó xóa đi,
chấm clear. Đó. Okay. Đấy, biết sao bạn không làm bậy á, cái nó còn dữ liệu của nó, cái bạn mấy lần sau các bạn chèn vô cái lại double, đúng không? Ok chưa? Bây giờ nha, in number file chúng ta để đấy. Rồi chúng ta có một cái in email. Đó, ok chưa? Rồi in email chúng ta mới switch with cái email. Rồi chưa, với cái email nó chỉ có bốn cái thôi, đúng không? Quay vào đây, copy. Rồi bên đây, copy. Rồi bây giờ mới được thực hiện. Rồi cứ để đấy nha, bây giờ mới được. Rất là công phu và chi tiết. Thôi thật ra mình không còn kính này. Đó, ok. Rồi, chúng ta tiếp tục. Mình cho nó, nếu mà cây là bằng không tức là tam giác. Cây bằng không tức là tam giác. Vậy thì mình sẽ get opi bằng không. Dạ, ở đây. Dạ, giờ không cần email nữa. Không cần số 3 nữa. Đó. Get opi bằng không. Generate ra. Opi một cái không. Dạ. Rồi. Đó. Ừ, có vài không đây, 1 2 3, thì không, ở đây là 1, đây là 2, này là 3. Dạ. Dê rồi một em này. Dê rồi hai em. Dê rồi ba em. Rồi. Rồi xuống, xuống bớt đi. Rồi bây giờ tới đây nha, bây giờ ghép nó bằng không, nó bằng ba thì sao? À, bằng không bằng ba, nhưng mà mình, nhưng mà trên chỗ này là một, mình là hai, mình đâu cho nó sửa, mình phải cho nó sửa, mà sửa sợ nó bị báo lỗi, báo lỗi thì công lắm. Mình cho nó một, có một cái cách luôn đi. À, cho nó có một cái tắc luôn, mà sợ nhiều khi mà nó thiết kế ra ba cái, mà ba cái cọc á, mà nó không có chặt nữa, nó ra lẻ quá, căn hai ra lẻ quá, có hiểu không? Căn hai ra lẻ quá, thôi quyết định cho nó ra là mùng ba. Rồi mình tạo điều kiện nữa, nếu như mà là một l hai nó như thế nào á, như thế nào đó, có hiểu không? L một l hai như thế nào? Ok nha. Bây giờ cái không này á, đầu tiên nha, mình có number file rồi, nhưng mà mình phải truyền vào một cái biến, cái file đó mình truyền vào cái biến là cái d rồi đúng không? D db và ds rồi đúng không? Rồi d db ds, mà cái file này có liên quan tới gì? File model này liên quan tới gì? Setting model. Đó, chìm vào cái biến level. Level và setting model. Đúng không? Level và setting model. Vậy level chính là level. Đúng không? Level chính là level đó. Rồi, chìm vào. Đúng không? Level chính là level đó. Vậy bỏ level đi.
Không, level chính là level nó. Setting model. Vậy thì chúng ta truyền cái thằng này vào cho nó một cái giá trị là setting model. Đó, riêng này thôi nha. Quên quên quên. Riêng thằng này thôi, còn kia phải có number file. Rồi cái thằng số 3 nó phải có cái gì nữa. Rồi, thằng đầu tiên. Bây giờ vô cùng quan trọng là chúng ta có vị trí, có cái bài này rồi, có cái đề của thằng này rồi. Bên setting nha. Có cái đề của thằng này rồi. Được chưa? Bây giờ có là một là hai. Cho phép nó là sửa là một hai luôn. Nhưng mà nó phải thỏa mãn. Đúng không? Đúng không? Nếu mà cho phép nó sửa là một là hai luôn, nó phải thỏa mãn. À, bây giờ nó không thỏa mãn thì mình không cho phép nó sửa. Cái khoảng cách này là chính là bằng d dbb rồi. Khoảng cách cái đoạn này cũng bằng dbb rồi. Không không không. Bây giờ mình cho l1 l2 viết trước l1 l2 luôn. Ôm pi luôn. L1 l2 luôn, chỉ có pi mô đồ đâu. Ơi. Ôm pi đúng không? Vậy l1 bằng bằng đúng không? Max chấm SQRT căn 3 nhân trung chấm 5 căn 3 trên 2 của setting model chấm d bb đúng chưa? L1 căn 3 trên 2 là cái đoạn này thôi à, đúng không? Cái đoạn này thôi à. Đó. Ở khoan, bên này mình không có ghi là 1 và 2 là ấy. Mình thiếu một chút những giá trị, nó không có hiểu là 1 là 2 là gì. Đó. Mình cho phép nó sửa là 1 là 2 luôn. Rồi, ok. Cái này đoạn này á chính là bằng căn 3 trên 2 của cái đoạn này. Đúng không? Vậy thì L1 nó sẽ bằng nhân là người chia 3. Đúng chưa? L2 sẽ bằng này nhân 2 chia 3. Được chưa? Ok chưa? Đó. Rồi. Nhắn tiện thể mình cho phép nó sửa. Vậy thì khi mà nó thằng này á nó chặn đúng số 0 thì cái L1 L2 nó mới hiện ra. Đúng không? Bây giờ L2 nó hiện ra. Ô tô nha, list này nha. Vậy mình để L1. Đó, L2 đi đây. Kệ đó nha. L1 L2 thì mình có ba cái kiểu, thứ nhất là label đúng không, rip chấm row 0 1 2 đi, 2 và 3 đi nha, row 2 không không mình đưa nó ra ngoài đây rồi, tức là này là nó đang trong này là kệ nó. Đó là một là hai là rip chấm row 2 và rip chấm column không giờ style style nó bằng style thức định thuộc center rồi. Test mình đang là label mà test bằng L1 đó, khi mà nó chỉ cần nó hiện ra thì mình mới cho phép nha, một hai là không một hai nha. Test này là test block không có cần này, test block mà test block unit đó. Rồi này test block đó. Ok test block đúng, status chuột là status box file này binding tới gì, binding tới có phải là selected foundation model đúng không, binding tới selected foundation model chấm tới L1 phải up đi xuống cơ region mod two-way. Ok chưa? Khoan nha, từ từ nha. Cái sản mô đồ nó có L1, L2. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ này nó có rồi. Mình buộc mình phải tạo ra ba biến nữa rồi. Nó hơi nhiều biến rồi các bạn. Đó, bây giờ, này số 3 nha.
B nha, này L2 nha. Rồi. Giờ x. Nem. L1. Ok. X nem cứ để cuối nha. Hơi dài dòng nhưng mà các bạn. Rồi. Cái này test box. Cái này test box. Cái này test block unit. Tương tự. Mình có xuống. L2. Đúng chưa? Giờ mình xuống view này đây. Chúng ta nghĩ là sau layer file rồi đúng không? Rồi. Nếu mà như nó khác một thì là hit một. Nếu như sau layer khác một hit một. Nếu mà như này còn không bằng không thì b chấm l một có ốc copy visible mình đưa này đi. Đưa ra ngoài đi mất công kệ đó là một visible theo này bằng hết là một hai khi mà nó một hai ba là một là một unit là một để cho phép user sử dụng. Các bạn hiểu không? Cho phép user sử dụng. Hidden. Đó, cho phép user sử dụng luôn. À, rồi giờ là bình. Lên nè. Như trời nè, rồi. Có phải không? Dưới đi ngoài. Dưới đi rồi. Dưới một mở. Đó. Nhưng mà này chưa giờ tới. Nha. Hình như mình có bị lộn. À. ABC đã kịch. Nó bằng luôn rồi. Đúng không? Đây nè. Ừ, tại vì xì lấy kịch mình chưa có chọn đó giờ chưa có chọn đó mình không có chọn thì sao nó có đúng đúng không xì lấy kịch nó bằng nôn mà đúng không là một là hai đâu đây không mày quay lên đấy là hai giờ vậy mình phải có một cái biến cỡ không khi mình vừa mới generate một phát rồi có một cái biến cờ rồi mình có một cái biến cờ ở đây xin lỗi nét đầu rồi lúc nào mình cũng phải có một cái biến cờ xin lỗi nét foundation khi mà chúng ta chuyển đây nha xin lỗi nét foundation xin lỗi index bằng binding đấy nguyên cục kia rồi vừa là binding đấy nào đó binding đấy này tổng đấy nha tổng nha
Ủa đâu rồi? À, đây. Đó, chấm. Xin lỗi cái tiếng đét. Chấm. Này. Up đi xuống chưa? Reagent. Mod. Rồi. Ok nha. Bây giờ nó đang không nha. Rồi bây giờ tôi mở lên nha. Nhưng mà các bạn nghĩ là nó sẽ bị chèn đó. Lát nữa tôi sẽ nói vậy các bạn. Cái bài sau tôi sẽ giải thích các bạn. Thấy cái này. Đó. Lập tức nó bằng không. Tại vì mình đã internet rồi. Nhưng mà mình chưa có chọn. Thì nó vẫn bị đúng. Phải chọn là nó sáng lên nó mới được nha. Bài này phải sáng lên nha. Đúng chưa? Rồi. Bài này chúng ta làm tới đây. Đó. Rồi bây giờ nó thấy. Các bạn thấy khá chi tiết về tỉ mỉ chưa? Đó. Khá chi tiết về tỉ mỉ rồi đúng không? Đúng chưa? Giờ các bạn học được rất nhiều xử lý linh kiện. Nên bởi vậy tôi mới hỏi các bạn phải xử lý cái sự kiện này như nhiều như thế nào nha. Rồi ok chào các bạn.